Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được 30 tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Lũ lụt càn quét Tây Âu khiến hơn 100 người thiệt mạng và 1.300 người mất tích. Đợt mưa lũ tồi tệ nhất trong vòng 100 năm qua làm nhiều con sông bị vỡ bờ, gây ngập lụt diện rộng ở Tây Âu, làm khoảng 1.300 người mất tích, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi. Hơn 100 người đã thiệt mạng và ít nhất 1.300 người mất tích sau những trận mưa lớn gây lũ lụt kinh hoàng ở Đức, Bỉ và Hà Lan. Nhiều người lo sợ tình trạng càng trở nên trầm trọng khi các đập bị vỡ. Chính phủ Đức đã ra lệnh cho các cư dân ở nhiều vùng miền Tây đất nước sơ tán khi nước lũ đang dâng cao cuồn cuộn trên các con sông. Nhà chức trách cảnh báo có thể thêm nhiều người thiệt mạng khi mưa lớn dự kiến tiếp tục trút xuống khu vực. Các quan chức Đức thống kê số nạn nhân tử vong vì lũ lụt tại nước này đã lên tới 103 người, nâng tổng số trường hợp thiệt mạng vì thiên tai ở châu Âu lên ít nhất 110 người. Tại Đức, nhiều cộng đồng bị nhấn chìm trong biển nước và sự đổ nát khi nước lũ càn quét các thị trấn và làng mạc ở hai bang Bắc Rhine-Westphalia và Rhineland-Palestine của Đức. Thống đốc bang Rhineland-Palestine Malu Dreyer báo cáo với Quốc hội khu vực: có người chết, có người mất tích, còn rất nhiều người vẫn đang gặp nguy hiểm. Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến một thảm họa như vậy. Nó thực sự rất tàn khốc. Chính quyền cho biết khoảng 1.300 người ở quận Wallonia phía nam Cologne đang mất tích. Mưa lũ khiến hàng trăm nghìn hộ gia đình mất điện, đặc biệt tình trạng mất điện ở thành phố Leverkusen buộc giới chức nơi đây phải sơ tán toàn bộ một bệnh viện có gần 500 bệnh nhân. Các nhà chức trách nhận định còn quá sớm để nói về quy mô thiệt hại khi mà chúng có thể tăng lên vào những ngày tiếp theo. Theo tờ The Sun, mưa lớn gây lũ lụt cũng đang hoành hành ở Bỉ, Luxembourg và Hà Lan, trong khi nhiều vùng ở Thụy Sĩ, Pháp và Cộng hòa Séc đang trong tình trạng báo động cao. Các chính quyền địa phương khuyến cáo sẽ có thêm các đợt lũ mới ở hạ lưu sau khi đập Rustaferi của Đức ở gần biên giới với Bỉ bị tràn và đập Steinbeck-Salepi có nguy cơ bị sập. Tại Bỉ, số người chết tăng lên 9 người. Hầu hết các thành phố phía nam của Bỉ bị ảnh hưởng nặng nề từ đợt lũ lịch sử này. Thiệt hại về vật chất hiện vẫn chưa thể ước tính được. Thành phố Verviers thuộc Liège hiện áp dụng lệnh giới nghiêm từ 21 giờ đến 6 giờ sáng nhằm ngăn chặn nạn cướp bóc vì nhiều cửa hàng đã bị đột nhập trong thời gian qua. Trước diễn biến xấu của thời tiết và mực nước dâng cao kỷ lục tại các vùng phía nam, Bộ Quốc phòng Bỉ đã triển khai nhiều nguồn lực nhằm thực hiện công tác cứu hộ người dân đang mắc kẹt tại vùng nước lũ. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu, các máy bay trực thăng cứu hộ của Bộ Quốc phòng vẫn không thể tiến hành sơ tán người dân ở các tỉnh Liège, Namur, Luxembourg và Limburg ở hạ lưu tại Hà Lan. Lũ lụt làm hư hại nhiều ngôi nhà ở tỉnh Limburg, miền nam nước này, buộc chính phủ phải kêu gọi sơ tán khẩn cấp khi các con sông trong khu vực có nguy cơ bị vỡ bờ. Lũ lụt đã nhấn chìm trung tâm thị trấn Valenburg, phía nam tỉnh Limburg, gần biên giới Bỉ và Đức, buộc một số viện dưỡng lão phải tiến hành sơ tán, song không có thiệt hại về người. Tại Pháp, mưa lớn cũng gây ngập lụt tại một số khu vực ở vùng Đông Bắc, làm nhiều cây cối bị gãy đổ, nhiều con đường bị tắc. Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia Armin Laschet cho rằng nguyên nhân dẫn đến thảm họa lần này là do thời tiết khắc nghiệt dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu. Chúng ta sẽ phải đối mặt với những sự kiện như vậy lặp đi lặp lại. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần tăng tốc các biện pháp bảo vệ khí hậu ở cấp độ châu Âu, liên bang và toàn cầu, bởi vì biến đổi khí hậu không chỉ giới hạn ở một bang, ông Armin Laschet nói. Liên quan tình hình mưa lũ ở Đức, người phát ngôn Liên Hợp Quốc cho biết thảm họa lũ lụt ở vùng Tây Đức là hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu đang hiện hữu. Theo đó, các vụ mưa lũ là xu hướng chính liên quan tới biến đổi khí hậu, vốn dẫn tới tình trạng thời tiết cực đoan. Liên Hợp Quốc kêu gọi thế giới cần hợp tác chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu nhằm hạn chế các thảm họa tương tự ở Đức xảy ra trong tương lai. Tại Pháp, lũ lụt nghiêm trọng tại miền Trung nước Pháp. Miền Trung nước Pháp hiện đang phải hứng chịu một lượng mưa lớn chưa từng có trong vòng 50 năm qua. Nước tại sông Hồ tăng nhanh đã khiến cho nhiều nơi, trong đó có cả thủ đô Paris, rơi vào cảnh ngập lụt nghiêm trọng. Đây là trận lũ lịch sử được ghi nhận trong suốt nửa thế kỷ qua tại Pháp, khiến hàng trăm xe cộ bị chết máy trên đường và nhiều trường học tại địa phương phải đóng cửa. Anh Grenell nói, nước dâng nhanh, chúng tôi phải sơ tán xe cộ và cứu những người mắc kẹt. Tôi đã từng xem cảnh ngập lụt giống thế này trên TV, nhưng không nghĩ là nó sẽ xảy ra với mình. Mực nước tại sông Seine đã tăng hơn 4 mét so với mức ngày thường.
tràn bờ và gây ngập lụt cho khu vực nhà ở của 60.000 hộ dân. Hiện hơn 80 tuyến đường cao tốc trên toàn nước Pháp đã phải đóng cửa, 1.000 người dân đã phải đi di tản. Giới chức Pháp yêu cầu 18 bộ ban ngành nước này cùng 3.000 nhân viên cứu trợ sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp chống lũ, bởi mưa lớn được dự đoán sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới. Mực nước dâng cao tới gần 6 mét, trận lụt lịch sử tại Paris đã khiến mực nước bên bờ sông Seine dâng cao đột ngột. Theo dự đoán của cơ quan khí tượng Thủy văn Pháp, mực nước hôm nay có thể lên tới gần 6 mét. Trước hiện trạng mực nước sông Seine liên tục dâng cao và tràn vào thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố tình trạng thảm họa thiên nhiên tại khu vực này. Theo thông tin từ Reuters, Tổng thống Pháp cũng đã ban bố tình trạng báo động cấp quốc gia tại một số khu vực ngày hôm qua và cho phép sử dụng quỹ cứu trợ khẩn cấp đối với các khu vực này. Khoảng 21.700 hộ gia đình tại Paris và vùng Rouennais đã phải bỏ nhà do nước dâng cao và không có điện. Bảo tàng tranh nổi tiếng thế giới Louvre đã tuyên bố đóng cửa ngày hôm nay để các nhân viên có thể đảm bảo an toàn cho những bức họa quý giá. Theo ông François de Quenis, phụ trách cơ quan giám sát mực nước tại Pháp, Vigrot, mực nước tại sông Seine vẫn đang dâng cao nhưng chưa tới mức kỷ lục 8,5 mét như trận lũ lịch sử khiến thủ đô Paris chìm trong biển nước suốt 45 ngày năm 1910. Tuy nhiên, ông cho rằng mực nước có thể lên tới 5,6 mét. Hôm qua, Thủ tướng Pháp Emmanuel Macron đã tới khu vực Nemours, phía nam thành phố để chỉ đạo cứu trợ các gia đình tại khu vực này. Theo báo cáo, mực nước tại đây thậm chí đã dâng cao hơn cả mức kỷ lục của trận lũ lịch sử năm 1910. Ít nhất khoảng 3.000 trên 13.000 hộ dân đã được hỗ trợ di chuyển khỏi khu vực lũ. Hơn 1 tỷ euro trôi theo dòng nước lũ tại Pháp. Theo thống kê, những thiệt hại do trận lũ lịch sử vừa xảy ra ở thủ đô Paris, Pháp và các khu vực lân cận đã lên tới con số hơn 1 tỷ euro. Đây là con số vừa được đưa ra bởi chính quyền địa phương và các chuyên gia bảo hiểm. Con số thiệt hại thậm chí có thể tăng gấp đôi nếu tính trên phạm vi toàn quốc. Chỉ riêng tại tỉnh Seine-et-Marie đã có hơn 1.000 công ty vừa và nhỏ bị thiệt hại. Chính quyền địa phương đã chi 600.000 euro để bố trí chỗ ở tạm cho người dân và nhà cửa bị ngập. Hơn 300.000 euro để dọn dẹp các khu vực ngập lụt sau khi nước rút. Ngành du lịch Paris cũng chịu tổn thất nghiêm trọng do các bảo tàng, trong đó có bảo tàng Louvre phải đóng cửa, giao thông ách tắc. Tổng thống Emmanuel Macron dự kiến sẽ chủ trì một cuộc họp nội các nhằm thảo luận vấn đề bồi thường cho các nạn nhân. Tại khu vực phía nam của Pháp, lũ lụt cũng đang diễn ra rất nghiêm trọng. Đầu tuần này, hàng nghìn khách hành hương đã được sơ tán khỏi một thánh địa nổi tiếng tại thành phố Rouen ở miền nam nước Pháp do ngập lụt nhấn chìm một số khu hành chính ở khu vực này và các khu vực lân cận. Theo người phát ngôn cơ quan quản lý trung tâm người hành hương, mực nước ở khu vực thánh địa đã lên cao hơn so với mọi dự báo. Do vậy, người hành hương đã được sơ tán để đề phòng các sự cố. Việc hành hương của các tín đồ từ thành phố Arras của Pháp và từ Italia tới khu vực này cũng được khuyến cáo hoãn lại. Không loại trừ trường hợp phải tạm cắt điện trên toàn khu vực thánh địa để đề phòng trường hợp chập mạch điện. Ngoài ra, hơn 1.000 khách thuê phòng tại các khách sạn ở tất cả các khu dân cư nằm dọc bờ sông Gave de Pau mà nước đã dâng tràn bờ cũng được sơ tán tới nơi an toàn. Đại diện chính quyền địa phương cho biết trận lũ lụt hiếm thấy này với lượng mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề về vật chất cho thành phố. Hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được điều động tới để làm công tác cứu hộ, cứu nạn. Đây được xem là hiện tượng hiếm thấy tại khu vực thánh địa nổi tiếng này. Song sức tàn phá của nó được so sánh với trận lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 10 năm 2012 gây tổn thất 2,5 triệu euro. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới, tại khu hành chính Pyrénées-Antiquette và Hautes-Pyrénées vẫn tiếp diễn tình trạng mưa lớn, gây lũ lụt có thể lên tới mức nguy hiểm nhất, mức báo động đỏ. Ngoài ra, 10 khu hành chính ở phía tây nam của Pháp cũng đã được đặt trong tình trạng báo động cam, mức nguy hiểm sau báo động đỏ. Thành phố Rouen là một trong những trung tâm hành hương lớn nhất thế giới Thiên Chúa giáo. Hàng năm, Rouen đón tiếp gần 6 triệu du khách từ hơn 70 quốc gia trên thế giới. Lũ lụt lớn cũng đang diễn ra tại Tây Nam nước Pháp. Miền Tây Nam nước Pháp đã bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt lớn sau những ngày mưa xối xả và một số khu vực khác, trong đó phía đông Paris đã được cảnh báo lũ lụt trước dự kiến vào cuối tuần này. Lũ lụt tồi tệ nhất xảy ra ở Châtet, cách 115 km về phía bắc Dordogne, nơi mực nước sông Charente ở mức gần kỷ lục 6,2 mét. Nước dâng cao, ngang thắt lưng ở một số đường phố và ngập đến đầu gối ở những khu vực rộng lớn của thị trấn. Hàng trăm người phải sơ tán khi nước tràn vào các hầm làm sập nguồn cung cấp điện. Các nhà chức trách địa phương cho đặt dầm lên những khối bê tông để người dân có thể di chuyển khỏi những ngôi nhà bị ngập đến nơi khô ráo.
thành phố Conak, trung tâm sản xuất rượu mạnh nằm bên bờ sông Charente, cũng chứng kiến một số đường phố bị ngập lụt. Đội trưởng đội cứu hỏa, ông Pascal Leprin, cho biết đội cứu hỏa đã sơ tán khoảng 400 người ở Saint-Tet và ông ước tính có tới 800 người đã tự rời khỏi nhà của họ. Ở phía đông nam của Bordeaux, nơi sông Granoni tuần trước đã làm ngập các khu vực ở Madamen đến La Réole, nước lũ đang rút dần, nhưng nước ở Charente dự kiến sẽ không giảm. Hiện tại mực nước đang dâng cao. Chúng tôi dự đoán mực nước sẽ tăng nhẹ trong những ngày tới và sẽ giảm xuống từ giữa tuần, phát ngôn viên Charente Maritime cho biết. Martel Frank, cơ quan khí tượng quốc gia của Pháp đã tuyên bố 7 khu vực gồm tình trạng báo động lũ lụt, bao gồm Charente Maritime, hai khu vực dọc sông Loire, các vùng Somme và Oise ở miền bắc nước Pháp và khu vực Saint-Emery ở phía đông Paris. Tại Paris, các khu vực của sông Seine đã không thể tiếp cận được trong nhiều ngày sau khi nước tràn bờ sông, nhưng mực nước ở mức 4,35m vào sáng nay vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao 5,88m hồi tháng 1 năm 2018 và 6,1m vào tháng 6 năm 2016. Dọc theo sông Marne, con sông chảy vào con sông Seine ở rìa phía đông của thủ đô Paris, nước sông tràn bờ ở một số thị trấn, đặc biệt là ở Côte-de-Saint-Liber và Esbly, khiến nhiều con phố bị ngập lụt. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.